Theo Nghị định 123/2021, hành vi gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng đối với xe ô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng. Biển kiểm soát xe cơ giới hay còn gọi tắt là biển kiểm soát, biển số xe là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới được cơ quan công an cấp đối với xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. Biển số xe có phần số và phần chữ, trên đó còn có hình quốc huy Việt Nam dập nổi. Thông tin trên biển số xe cho biết vùng và địa phương quản lý các con số cụ thể, còn cho biết danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua. Hiện tại biển số xe là công cụ để nhà nước quản lý phương tiện giao thông. Việc lái xe dùng sơn trắng, băng dính để can, kẹp giấy trắng, bôi bùn đất, dùng khẩu trang y tế để che một phần hoặc thay đổi biển số xe là hành vi mà một số người tham gia giao thông thực hiện nhằm trốn tránh các camera ghi hình, các hành vi vi phạm để phạt nguội. Đó cũng là hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thậm chí nhiều đối tượng còn sử dụng biện pháp này như là thủ đoạn để che giấu tung tích phương tiện khi thực hiện các hành vi tội phạm trộm cắp, cướp giật. Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định, xe cơ giới khi tham gia giao thông phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thay vì xử phạt số tiền cao nhất là 1 triệu đồng cho hành vi trên, theo Nghị định 100/2019, Nghị định 123/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng ghi rõ. Khoản 9 điều 2 Nghị định 123 quy định, người điều khiển xe ô tô bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng khi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển, kể cả rơ móc và semi rơ móc. Cùng với đó, khoản 10 điều 2 Nghị định 123 quy định mức phạt tiền từ 300 đến 400 nghìn đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định, gắn biển số không rõ chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển. Người bị phạt hành chính, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục biển số giống như tình trạng ban đầu. Mỗi cá nhân tổ chức cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông.